Ba thanh niên trẻ người Nigeria đã lập nên một công ty tìm việc online mang tên là Jobberman. Được thành lập từ năm 2009 khi họ còn là sinh viên đại học, đến nay công ty đã giúp cho hàng ngàn người tìm được việc làm trên khắp châu Phi, khi mà châu lục này đang phải đối phó với nạn thất nghiệp trầm trọng. Tại văn phòng của công ty Jobberman ở trung tâm Lagos, Nigeria, anh Adewunmi đang bận rộn quản lý các nhân viên của mình. Adewunmi là đồng sáng lập Jobberman, trang web tìm việc làm đang nhanh chóng trở thành một trong những trang mạng việc làm lớn nhất châu Phi. Công ty cũng giúp người kiếm việc bằng việc đưa thông tin nghề nghiệp của họ lên trang web của mình. Jobberman được hình thành từ ý tưởng của ba sinh viên đại học từ năm 2009 và giờ đây đã trở thành một công ty lớn với hơn 125 nhân sự, có giá trị ước tính đạt nhiều triệu đô la. Trang mạng này đã giúp hơn 35.000 người ở Nigeria và châu Phi tìm được việc làm chỉ trong vòng 2 năm qua. Khi khách hàng cần tuyển dụng, họ sẽ đưa thông tin việc làm lên mạng, họ chỉ cần tạo một tài khoản, đăng nhập và post việc làm lên. Thông tin về công việc sẽ được gửi đến đây và chúng tôi cần thông qua. Để làm điều này, chúng tôi gọi điện đến khách hàng để có thêm chi tiết về công việc. Chúng tôi giúp họ viết một bản mô tả công việc để tìm đúng đối tượng ứng viên. Dưới mỗi bản mô tả công việc, chúng tôi có một số yêu cầu mà ứng viên phải đáp ứng như về bằng cấp, về kinh nghiệm, v.v. Mặc dù là nền kinh tế lớn nhất châu Phi và là quốc gia đông dân nhất châu lục, dầu tài nguyên dầu mỏ và tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 6% một năm, cơ hội việc làm tại Nigeria vẫn rất khan hiếm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn là một vấn đề lớn. Nhưng với con số người truy cập Internet ngày càng cao, đặc biệt là những người trẻ, thì việc kiếm việc trên mạng giờ đây đã dễ dàng hơn. Theo Jobberman, số công ty sử dụng trang mạng này cho việc tuyển dụng đã tăng từ 40 ở năm đầu tiên lên đến khoảng 35.000 hiện nay. Chúng tôi đã có thể đưa việc làm đến đúng đối tượng người tìm việc, đã có một số lượng lớn người được mời phỏng vấn và tìm được việc làm thông qua cổng thông tin kiếm việc này. Bằng cách đó, chúng tôi đã có vị trí quan trọng trong thị trường việc làm hiện nay. Những người tìm việc cho biết họ hạnh phúc vì không cần phải vất vả đi kiếm việc theo cách thông thường trước đây. Tôi có nhiều sự lựa chọn hơn, tôi đã chọn công việc nào mình muốn rồi nộp đơn vào vị trí nào đó và đã được nhận phản hồi. Trang web này đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trên đường hoạt động kinh doanh của mình. Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là phải thuyết phục mọi người, phải giúp họ quen với việc sử dụng Internet. Bởi điều đó ảnh hưởng lớn đến hành vi của những người vốn chỉ liên hệ trực tiếp với các công ty săn đầu người hay những công ty dịch vụ tuyển dụng và nộp hồ sơ ở đó hoặc đang quảng cáo trình báo. Giờ đây chúng tôi muốn nói với họ rằng họ có thể đến với chúng tôi vì chúng tôi cho họ những cơ hội tốt nhất khi sắp xếp hồ sơ ứng viên vào đúng vị trí công việc họ cần tìm. Tuy nhiên, để mọi người ý thức được điều này là cả một thách thức lớn. Cũng có nhiều chỉ trích rằng mặc dù Jobberman là một ý tưởng đáng hoan nghênh, nhưng vẫn cần nhiều giải pháp hơn nữa cho tình trạng thất nghiệp hiện nay tại Nigeria.